Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài. Đó là những tâm tình đầu tiên con xin ngợi khen Cha đã cho con làm người và là người Kitô hữu. Hơn nữa, Cha còn yêu thương chọn gọi con đi theo con Cha Đức Giêsu Kitô để được cộng tác trong chương trình cứu độ của Cha trong ơn gọi thánh hiến Salesian Đồng Bosco. Ngợi khen Chúa Thánh Thần đấng luôn đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn và cho con cảm nếm được niềm vui đời thánh hiến trong từng ngày sống của con. Tạ ơn Cha bước đường dài, gian lao vất vả có Ngài đỡ nâng. Theo con trong từng bước chân, cho con can đảm dấn thân vào đời. Tri ân Thiên Chúa muôn đời, yêu thương mời gọi sống đời hiến dâng. 25 năm ngập hồng ân, làm sao kể xiết ân ban Ngài dành. Cuộc đời con là một dòng sông tình thương, được tháp nhập vào nguồn suối tình yêu, luôn tuôn đổ trên con từng ngày qua gia đình, hội dòng Salesian Đông Bosco và bao người thân yêu. Trước hết là gia đình của con. Khi con mở mắt chào đời, từ thuở nào cha mẹ đã là ca dao à ơi, ru theo tiếng võng sớm, theo tiếng nôi khuya cho con tròn giấc ngủ. Theo thời gian, con lớn lên không còn bé bỏng, nhưng với mẹ cha, con vẫn luôn là đứa trẻ cần được chở che, bảo ban, vỗ về. Năm tháng cứ dày lên, cho dáng hình của cha mẹ ngày càng gầy héo. Những nét lo toan ngày ngày hằn trên vầng trán mẹ cha, cho gương mặt con rạng rỡ với đời. Ra đồng chi sớm ba ơi, bây giờ lạnh lắm ngoài trời đầy sương, trong con nghe rộn niềm thương, thương ba cằn cỗi nuôi con nên người. Còng lưng gánh nỗi yêu thương, nặng trên vai mẹ bao điều đắng cay, tuổi xuân xanh cả một đời, thương con chẳng biết đánh rơi khi nào. Cuộc đời của mẹ cha là vầng trăng thu huyền diệu soi sáng đêm thâu. Tình thương của mẹ cha là ngọn núi Thái cao vời vợi. Tấm lòng của mẹ cha là đại dương sâu thẳm. Xin tri ân Thiên Chúa đã ban cho đời con có mẹ cha và các anh chị em với một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Gia đình thứ hai, gia đình Salesian Đông Bosco. Căng buồm hăng hái ra khơi, theo cha Bosco trao lời yêu thương. Ngài cho con một mẫu gương, dấn thân phục vụ yêu thương sống lời. Tri ân hội dòng sáng ngời, rộng tay ôm ấp kêu mời theo cha. Dạy con hiểu biết về cha, dạy con từng bước sống xa bụi trần, dạy con biết cách sống gần thanh niên người trẻ đang cần tình thương. Ngoài ra, cuộc đời con cũng được đan dệt bởi bao tình thương của những người thân quen và người bạn trong những chặng đường con đi qua. Mỗi ngày sống đều là những hồng ân rất cụ thể. Vì thế con hiểu được cuộc đời là gì mà tôi yêu mến thế. Đời con như một dòng sông đầy tình thương yêu, như lời ca của một bài hát. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Hồng ân Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Con xin tạ ơn Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria phù hộ,
Thánh cả Giuse, Thánh Gioan Bosco. Cảm ơn mẹ dòng, tri ân cha mẹ và tất cả những anh chị em đã đồng hành trong cuộc đời con. Xin tiếp tục đồng hành, hiệp thông và cầu nguyện cho con, và cùng với con hát lên bài ca tán tụng hồng ân Thiên Chúa. Từng nhịp bước trong hồng ân.
cuốn phim Đừng Khóc Thương Tôi trình chiếu cuộc đời của cha Joan Lee Tê Súc, một nhà truyền giáo nổi tiếng dòng Salesian Don Bosco. Hàng vạn người thuộc đủ loại tuổi tác, phái tính và tôn giáo đã xem cuốn phim. Các bài bình luận rất nồng nhiệt đã được đăng trên các diễn đàn phim ảnh. Cuốn phim được dự trù phổ biến tại Los Angeles, thủ đô của kỹ nghệ phim ảnh Hoa Kỳ, và sẽ được liệt kê trong danh sách các phim được đem trình chiếu tại Đại hội Phim ảnh Quốc tế lần thứ 61 tại Bá Linh vào tháng 2 năm tới. Xin Đừng Khóc Thương Tôi Sudan kể lại câu chuyện của linh mục Joan Lee Tê Súc, một nhà truyền giáo người Nam Hàn, đã từng là một y sĩ trước khi khấn dòng. Ngài qua đời ngày 14 tháng Giêng năm 2011, lúc 48 tuổi, vì ung thư ruột già. Cha Lee Tê Súc, một Swazer của Sudan. Đừng khóc thương tôi, Sudan. Đây là một câu chuyện về một con người làm thế nào đã trở thành một bông hoa cho những người sống chung quanh mình. Tu viện Giang Pion, một tu viện mà nhiều bệnh nhân ung thư đến viếng thăm. Vào mùa thu và một buổi văn nghệ được trình diễn. Vị linh mục này đang ở trong giai đoạn cuối cùng của căn bệnh ung thư. Tu viện Giang Suri năm 2009. Vào mùa thu có một buổi văn nghệ được tổ chức dành cho quý bà ân nhân. Cuộc sống của vị linh mục này đang bước dần đến cái chết. Ngài đang hát với tất cả những cảm xúc của mình. Cuộc đời của vị linh mục như một ngọn lửa đầy những thành công, và giờ đây đang đến hồi kết thúc vào tuổi 48. Giang Dong-yu, Seoul. Vị linh mục đã qua đời cách đây 15 ngày. Dầu thế, có rất nhiều người không để ngài ra đi. Sim Ngong Nham, 85 tuổi, là mẹ linh mục Lee Tê Súc. Bà đã để đứa con của mình về trời, nhưng lại một lần nữa, bà bị xé nát con tim. Người mẹ không dễ dàng để chấp nhận cái chết của đứa con mình. Tôi hỏi con tôi khi hấp hối trên giường bệnh, nếu con nhận ra mẹ, con hãy gật đầu đi. Tôi muốn biết đứa con chắc chắn nhận ra tôi, nên tôi hỏi một lần nữa. Và người con trả lời, mẹ, mẹ ơi. Tôi không nghĩ rằng đây là lời nói cuối cùng tôi nghe được từ đứa con thân yêu. Nghĩa trang dòng Salesian Don Bosco.
Linh mục Tê Xúc Ly là người con thứ 9 trong 10 người con. Vào lúc 9 tuổi, ngài mất người cha thân yêu. Người mẹ đã nuôi nấng 10 đứa con của mình bằng nghề may. Là một đứa trẻ nghèo, Tê Xúc Ly học rất chăm chỉ và đã đậu vào trường y khoa. Ngày tốt nghiệp ra trường của Tê Xúc Ly là giấc mơ của người mẹ và là niềm hy vọng của gia đình. Còn ngài đã đặt bỏ tất cả ở đằng sau để trở thành một vị linh mục. Và rồi ngài đã từ giã quê hương ngài để đến một miền đất nghèo nhất trên thế giới. Khi Tê Xúc Ly còn ở đại chủng viện, thầy đã thăm viếng Sudan khi đất nước này xảy ra nội chiến. Vào năm 1983, cuộc chiến tranh đã chia đôi đất nước Sudan thành hai miền Nam Bắc. Nơi ngài đến là một nơi bị tàn phá khủng khiếp nhất trong miền Nam Sudan. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc này, hơn 2 triệu người đã bị chết. Thầy Tê Xúc Ly đã chứng kiến những cái chết thê thảm của những người dân miền quê. Còn những người sống sót thì bị thiếu thực phẩm và chịu bao nhiêu bệnh tật. Họ đã chết vì không được săn sóc chữa trị. Những đứa trẻ đã phải uống nước nơi dòng sông bị nhiễm. Sau khi chịu chức linh mục, Tê Xúc Ly đã quyết định trở lại quốc gia nghèo khổ này. Khi tôi mới tới đây, tôi đã nhận ra là đây chắc không có một nơi nào nghèo như vùng này trên toàn thế giới. Mặc dầu tôi còn nhiều giới hạn, thiếu thốn, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm một cái gì đó và tôi quyết định đến đây. Năm 2001, phòng khám Tony, miền Nam Sudan. Vào tháng 11 năm 2001, cha Tê Xúc Ly đến Sudan. Ngài là bác sĩ duy nhất ở Tony. Con té xuống từ cây cao, chịu khó trong một giây thôi. Vâng, con hãy chịu khó chỉ một giây thôi. Có một sự đồn thổi mau chóng rằng nếu tới gặp cha là bạn có thể sống. Có một bệnh nhân đi bộ cả 100 cây số để đến đây. Luôn có khoảng 30-40 bệnh nhân chờ đợi để được chữa bệnh. Tôi nghe rằng trong số 40, trong số họ không phải chỉ là những người ở gần đây, nhưng có cả những người đi bộ 2-3 ngày để đến đây và chờ suốt đêm đến lượt mình được khám bệnh. Mỗi ngày bác sĩ đã khám cho khoảng 300 bệnh nhân. Số bệnh nhân càng gia tăng, Charlie quyết định xây một bệnh viện. Không có trong tay một viên gạch, một cái đinh, nhưng giấc mơ của ngài đã trở thành hiện thực. Chúng tôi tự làm tất cả những viên gạch này. Chúng tôi mua xi măng, đi lấy cát từ sông về và rồi làm gạch. Họ chở xi măng từ Kenya và lấy cát từ dòng sông Tony. Dưới cái nóng trên 50 độ, ngài không làm một mình. Những người dân làng cùng làm việc với ngài. Năm 2007,
Đây là bệnh viện mới với 12 phòng. Những bệnh nhân tới đông nghẹt từ sáng sớm. Phần lớn là những người mắc bệnh phổi, tiêu chảy và các phụ nữ mang thai. Có một nhân viên phụ giúp trong những trường hợp khẩn cấp. Em đang bị sốt cao. Nhiều người chết vì bệnh sốt rét. Đó là nguyên do gây tử vong cao nhất. Để biết được chính xác những triệu chứng bệnh, cha đã phải học ngôn ngữ người Dinka. Em này đã bị ném một cục đá khi em đánh nhau. Xem này, cục đá đã xé nát ra đầu em. Nếu con bỏ đi, con sẽ bị nguy hiểm đấy. Và rồi, tôi cũng không còn chịu đựng được nữa. Vì da của em quá đen nên tôi không thể nhìn thấy sợi chỉ. Sắp khỏi rồi. Tại sao con đau thế? Tại sao cha lại đánh con? Những bệnh nhân đến trong đêm là những người đã đi bộ nhiều ngày hoặc là những người bị thương vì súng đạn. Cha đã không từ chối bất cứ bệnh nhân nào. Ngài đã chăm sóc bệnh nhân, người ốm đau và người nghèo như thế đấy. Kim Suk Shin, bác sĩ tình nguyện năm 2008, đã nói khi bệnh nhân đến vào ban đêm, tôi phải gọi linh mục dậy. Tôi không bao giờ phải gõ cửa lần thứ hai. Sau cả một ngày làm việc vất vả, cha đã thấm mệt, nhưng nhiều người vẫn quấy rầy cha. Ngài có thể đang ngủ say, nhưng luôn là một bác sĩ sẵn sàng phục vụ. Niobe Kaya, tháng 2, 2010, là một bác sĩ với một tương lai đầy hứa hẹn. Tại sao ngài lại bỏ lại tất cả để tới châu Phi? Chúng tôi đã quyết định đi tìm lại những dấu vết trong hành trình của Tê Xúc Ly khi còn là một thầy chủng sinh thăm viếng Kenya. Trên đường đến Tony, Sudan, chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Charlie, cha không thể đi qua Seabird tới Tony. Những người lính đã chặn lại tất cả xe cộ vì đang có một trận chiến. Ít nhất 2 tuần lễ nữa mới biết được tình hình thay đổi thế nào. Cảnh giao tranh ngày 21 tháng 2, 2010. Trong cuộc xung đột giữa hai bộ tộc ở miền Nam, chính phủ đã can thiệp. Đã làm thiệt mạng 9 người lính và 21 người dân. Liên Hiệp Quốc đã khuyên tất cả mọi người ngoại quốc phải rời khỏi Sudan ngay lập tức. Gần Tony, miền Nam Sudan. Chúng tôi đã phải lái xe một vòng khu vực chiến sự để tới trong vòng 2 ngày trời. Chúng tôi đã tới gần khu vực đánh nhau và chúng tôi đã nhìn thấy một số người. Họ mang theo những hung khí. Họ nói là họ đang trên đường tới Tony để trả thù. Vì 20 dân của họ đã bị chết. Cuộc xung đột giữa các bộ tộc là một vấn đề đe dọa nền hòa bình của Sudan. Tony는 시작부터 위태로워 보였다.
Tony bắt đầu trong tình trạng bất ổn. Đây là con sông Tony bị ô nhiễm mà những đứa trẻ vẫn phải uống nước. Rải rác đây kia, chúng tôi đã chứng kiến những người đang trang bị vũ khí với những súng ống, đạn dược và sẵn sàng để lên đường. Một việc họ phải bảo vệ là những đàn bò, đó là gia sản quý báu nhất của họ. Người dân tộc Dinka ở Sudan là một trong những người cao nhất trên thế giới. Họ cao hơn 2 mét là chuyện bình thường. Họ có vẻ tò mò về những người khách. Và những dấu khắc chữ V, Victory, chiến thắng trên trán họ là điều dễ hiểu. Những giọt nước mắt chứng tỏ sự yếu hèn và là một điều xấu hổ nhất cho người lính Dinka. Miền Nam và Bắc Sudan đã ký bản Hợp ước Hòa bình năm 2005. Từ đó dân chúng trở về làng và tái thiết lại bệnh viện mang tên Đông Bosco ở Tony. Trong một ngôi làng nhỏ, chúng tôi đã gặp Charlie. Đây là làng Tony mà Charlie đã sống. Ngôi làng này đã được dòng Đông Bosco Salesian đến phục vụ đặc biệt cho người trẻ nghèo. Có một bệnh viện được Charlie xây lên ở cuối làng. Bệnh nhân thường gọi ngài là Joan Lee. Đã một năm 4 tháng rồi, bác sĩ Lee rời khỏi nơi đây và tại đó, từ đó không có một vị bác sĩ nào. Chỉ có một y tá phát thuốc đến 1 giờ chiều. Phòng hộ sản. 한 사람의 비인 자리는 너무나 커 보였다. Sự vắng mặt của bác sĩ Lee đã gây ra một ảnh hưởng lớn trên bệnh viện này. Dân chúng Tony vẫn tới quét rác, dọn nhà thương, cho dù Joan Lee đã qua đời rồi. Các bệnh nhân đến thăm bệnh viện và hy vọng rằng nhìn thấy ngài, mặc dù họ biết rằng Joan Lee đã chết. Mỗi người đều phải chết vào một ngày nào đó. Thiên Chúa đáng lẽ ra phải cất tôi về trước hơn là Charlie, vì ngài còn nhiều việc phải làm. Mặc dù Charlie đã đi rồi, nhưng chúng tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và hy vọng rằng cha đang sống hạnh phúc trên thiên đàng. Không có điện ở Tony. Dầu thế, chúng tôi nhìn thấy những tấm năng lượng mặt trời trên phòng ngủ của ngài. Đây là một công trình mà Charlie đã thiết đặt. Vì những tấm năng lượng mặt trời này mà dân làng đã được hưởng những lợi ích. Hình như Charlie đã biết ngài sắp phải ra đi, nên đã viết lại chi tiết về tình trạng của năng lượng điện này. Có một lý do khẩn thiết tại sao Charlie muốn có điện là để bảo quản các thuốc chủng ngừa khỏi khí hậu nóng bức. Vì thế, tủ lạnh là điều tối cần. Và khi ngài di chuyển, ngài phải dùng tới những tảng đá lạnh này để bảo quản các thuốc dùng cho các trẻ em. Đây là chiếc xe cứu thương duy nhất ở Tony mà Charlie đã sử dụng.
Mỗi thứ tư, ngài lái xe này tới trên 80 làng khác nhau. Đây là một làng mà Charlie đã thường xuyên tới, mất khoảng 20 phút từ làng Tony. Mỗi khi nghe thấy tiếng xe, dân chúng liền kéo đến. Ông là một người khiếm thị và thân thể đầy những vết thương. Họ là những bệnh nhân mắc bệnh phong. Người này đang bị động kinh. Không có ai chăm sóc cho anh. Khi dân làng tụ họp lại, đây là nghi thức chào đón những vị khách. Sau một năm trời không nhìn thấy Charlie, họ nhớ ngài đến thế nào? Hình chụp này là ai đây? Cha Joan Lee. Quý ông bà có biết ngài tại sao lại không nhỉ? Cái áo tôi đang mặc là Charlie cho tôi. Nhờ đó mà tôi tránh khỏi bị muỗi đốt và đỡ lạnh hơn. Tôi rất đau đớn ở cổ khi nuốt, nhưng Charlie đã chữa tôi khỏi. Ngài đã chở tôi tới nhà thương, cho tôi thuốc và chữa tôi lành. Charlie như là một người cha. Ngài giúp không chỉ một người những người nghèo, nhưng giúp đỡ bất cứ ai cần đến. Năm 2006, mỗi khi chiếc xe khám bệnh lưu động của ngài tới, những người dân tụ họp lại và chào đón ngài. Nhưng có một số người không thể ra khỏi nhà. Họ là những người bị bệnh phong, với những ngón tay, ngón chân bị cụt và không thể đi lại. Trước khi Charlie tới, họ chết mà vẫn không biết là mắc bệnh gì. Chị này đã bị gãy xương, nhưng chị không được chữa trị và giờ đây không thể đi lại được. Cha thành lập một làng cho những bệnh phong sống chung với nhau và cấp thuốc để ngăn ngừa bệnh phong lây lan. Cha cũng là người duy nhất đến lắng nghe những câu chuyện họ kể. Mỗi khi ngài tới làng phong, ngài không bao giờ đi với bàn tay không.
Họ cảm ơn John Lee đã tới săn sóc họ. Jin Ki-hong, vị khách năm 2007. Những khách thăm nơi này rất ít, bởi vì đây là một làng phong. Vì thế mỗi khi Charlie tới, họ rất là hạnh phúc. Dân làng nói rằng họ thường kể cho ngài những câu chuyện của cuộc sống thường ngày, và ngài lắng nghe đến tất cả. Một người lớn tuổi nói Charlie là hình ảnh của Thiên Chúa trong tin mừng mà ông đã đọc. Cha là người duy nhất luôn quan tâm nâng đỡ họ. Tôi rất ấn tượng với lời nhận xét này. Việc phục vụ hy sinh của cha dành cho những người phong thì ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ngài nặn những vết thương đầy mủ, rồi băng bó cho những đôi chân không luôn đầy thương tích. Charlie đã có một ý tưởng kỳ diệu là để họ đi giày. Để có những đôi giày đúng kích cỡ, ngài đã đo chân cho từng bệnh nhân và đã đặt làm những đôi giày tại cây Kenya. Và mỗi một bệnh nhân có một đôi giày độc nhất dành riêng cho họ. Tháng 8, 2007, Charlie nắm tay bệnh nhân. Tên con là gì? Không hề có một rào cản ngăn cách giữa cha và họ. Cái gì đó? Con hãy đến đó đi. Charlie đã tới với những người nghèo nàn và cứu giúp người nghèo. Ngài luôn mong mỏi gặp lại những người bệnh phong. Họ sống trong hạnh phúc mặc dù họ là người nghèo. Họ là những người Kitô hữu. Đừng nghĩ rằng họ là những người khổ vì họ nghèo. Tháng 2, 2010, sau khi Charlie ra đi, đời sống của họ trở về như xưa kia. Chúng tôi trao cho họ những bức hình chụp Charlie. Những bức hình này như là những món quà quý giá. Asunda는 앞이 보이지 않는다. Asunda là người khiếm thị. Đây là tấm hình của Charlie. Tôi vẫn luôn nghĩ về ngài. Lần đầu tiên ngài gặp những người bệnh phong khi tới thăm Sudan lúc còn ở đại chủng viện. Tất cả những người Sudan đều nghèo, nhưng người nghèo trong họ là những bệnh nhân phong bị bỏ rơi hoàn toàn. Charlie đã nhận ra hình ảnh Chúa Giêsu trong họ. Qua đời sống của họ, họ luôn tỏ ra hạnh phúc và tạ ơn về mọi điều. Asunda đã tìm ra một nơi để đặt tấm hình Charlie.
Asunda nói rằng cuộc sống của họ đầy nước mắt sau khi cha Ly ra đi. Tôi rất buồn vì sự ra đi của cha Ly. Khi tôi thức dậy vào ban đêm, tôi muốn khóc. Tôi nghĩ nhiều về Ngài. Tôi khóc, rồi cầu nguyện cho Ngài, và tôi lại thiếp ngủ. Ngày và đêm, bất cứ khi nào tôi nghĩ đến cha Ly, đều làm cho tôi muốn khóc. Cha Ly đã tự hỏi, điều gì đã làm tôi bỏ lại tất cả để rồi tôi tới Sudan và sống hạnh phúc không một hối tiếc? Đó là một sức mạnh huyền nhiệm nơi những con người bệnh phong đã làm tôi cảm nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi tạ ơn Thiên Chúa. Những ý tưởng này đã được cha Ly viết trong cuốn sách Các con là những người bạn của cha. Busan, Hàn Quốc. Nơi đây bị cấm chụp hình vì là chỗ dành cho những người bị bệnh phong. Mặc dù bệnh của họ đã được chữa khỏi, nhưng họ vẫn không ra khỏi nhà. Nhà thờ San Đúc ở trên một ngọn đồi nhìn ra biển. Cha Yang Li là cha dòng Francisco, là anh em của cha Suk Li, và chúng tôi đã gặp Ngài ở đó. Những củ này đã bị khô cứng vì lạnh. Cha học nghề trồng trọt ở đâu? Từ những người dân địa phương. Đây là người chị thứ tư của Charlie. Khi còn ở trung học, có lần Ly hỏi mượn tôi một cây kim, sợi chỉ. Tôi tò mò muốn biết là Ly làm gì. Và tôi thấy Ly đã vá cái quần jean phách cho người ăn xin. Khi còn học tiểu học, Ly nói với tôi là khi lớn lên muốn lập một nhà cô nhi viện. Ngôi làng trông xuống bãi biển là nơi cha Ly đã lớn lên. Tê Súc Ly là người con thứ 9 trong 10 người, nên có nhiều thời gian ở một mình. Khi lên 9 tuổi, mẹ của Ngài trở thành quả phụ và nuôi 10 đứa con bằng nghề may nơi chợ vùng biển này. Cậu bé Ly đang ngồi chờ mẹ nơi một đường hẻm nhỏ, đến nỗi Ly không thể đạp chiếc xe của mình. Tôi cảm thấy đau xót khi không thể nuôi nấng Ly và cho ăn mặc tốt hơn. Sân nhà thờ là nơi lý tưởng cho Ly chơi đùa. Và nhà thờ là nơi Ly đã khám phá ra tài năng dấu ẩn của mình. Ly đã tự học đàn organ. Khả năng âm nhạc của Ly đến rất tự nhiên. Cậu bé tự học guitar và đã có thể sáng tác một vài bài hát thánh ca. Những bài hát thánh ca đã được sáng tác vào năm thứ ba thời trung học. Âm nhạc và đức tin đã giúp cho chàng trai nghèo Ly lớn lên trong đạo hạnh. Và chàng đã đạt được mục đích là vào học trường y. Khi Ly vào học trường y, tôi không có niềm hạnh phúc nào hơn, ngay cả nếu Ly trở thành tổng thống. Bởi vì ngay những đứa con nhà giàu cũng không dễ dàng để vào trong trường y, trong khi Ly xuất thân từ một gia đình nghèo như chúng tôi, lại có thể học tốt hơn để vào trường. Giấc mơ trở thành một linh mục lại xuất hiện khi Ly đang là bác sĩ trong quân đội. Người mẹ đã mạnh mẽ chống đối ý tưởng làm linh mục của Ly
vì đã cử người anh làm linh mục và người chị làm nữ tu. Đây là người chị thứ hai của Ly. Chúng tôi đã trao đổi với mẹ ở quán cà phê mà mẹ đã không bằng lòng. Người mẹ hiểu khi con làm linh mục thì sẽ được kính trọng, nhưng tại sao Thiên Chúa lại lấy mất đi không phải một người mà nhiều người con của bà? Tốt hơn, con trai của bà có thể cho người nghèo hết tất cả những của cải đã làm ra, nhưng không chấp nhận con trai làm linh mục. Khi đó, bác sĩ Ly bắt đầu khóc và nói: "Con biết mẹ đã vất vả nuôi con ăn học ở trường y, nhưng con biết là con được Thiên Chúa mời gọi con đi theo Ngài. Con thực sự cảm thấy hối hận vì con không thể kiếm tiền, lo lắng và săn sóc cho mẹ." Người mẹ đã không thắng được Thiên Chúa và người con, và bà đã chấp nhận quyết định của đứa con. Sau khi tham dự lễ phong chức linh mục của người con ở Roma, người mẹ đã nhận được một tin sửng sốt. Linh mục Ly đã tình nguyện đi truyền giáo, và đây là vị linh mục đầu tiên đi Phi Châu trong lịch sử Hàn Quốc. Có rất nhiều người ở Hàn Quốc cần sự giúp đỡ, vì thế tôi không hiểu tại sao con tôi lại đi Phi Châu. Có nhiều cha mẹ đã cố gắng hết sức để ngăn đứa con của mình khỏi đi vào những hướng đi xấu. Còn Tê Xúc Ly đang cố gắng làm những điều tốt lành, vì thế tôi nghĩ phải để con mình ra đi. Bài hát suy niệm mang tên Mùa Đông do Charlie sáng tác. Tôi cầu xin Thiên Chúa khi tôi quỳ trước thánh giá. Có hai loại người trên thế giới. Có loại người chỉ ngồi mơ, còn có loại người đem giấc mơ vào hiện thực. Có nhiều người đang chịu đau khổ vì đói ăn, lạnh buốt và máu chảy trước họng súng. Tại sao các bạn lại chỉ đứng nhìn những người đang hấp hối? Trong những tiếng kêu khóc, tôi nguyện xin Thiên Chúa. Có một nhà tù đang giam giữ những tù nhân trong thế giới. Nhân loại phải chịu quá nhiều đau khổ của những đau đớn tột cùng khủng khiếp. Thiên Chúa đang nói trong những khoảnh khắc thinh lặng. Tình yêu và tình yêu là để yêu thương nhau. Chúng ta đã thấu hiểu về Charlie. Xin chào đón. Phòng của Charlie. Các bạn không có thể nhận xét về đời sống của một người qua những gì họ có. Một người vẫn có thể hạnh phúc mặc dầu chỉ sống trong một căn phòng nhỏ, bởi vì họ đã đạt được đến mục đích lý tưởng. Tại sao anh không ngừng quay phim tôi? Hôm
Tôi sẽ nấu súp bắp cải với món đậu lành nhé. Với dòng thời gian, Linh Mục Ly vẫn luôn nhớ về người mẹ mình đã cùng sống. Và giờ đây, dần dần, Linh Mục đã trở thành người trong bộ tộc Tô Ly. Cha Park, khách viếng thăm năm 2006. Chúng tôi đến từ Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cho một số tiền nếu bạn cần và bạn nghèo. Đây không phải là trường hợp của Charlie. Khi tôi đến thăm, Charlie đã hội nhập trở thành một người Sudan miền Tony. Bên ngoài làng Tony, chiến tranh vẫn còn. Những đứa trẻ đang tập chiến đấu và bị bắt buộc trở thành những người lính trẻ. Tony ở sát bên, không biết tương lai sẽ thế nào. Tại bệnh viện của ngài vẫn đang điều hành tốt, Charlie có một giấc mơ mới. Ngài bắt đầu mở một lớp học trong khu đất trống trong làng. Charlie nói, nếu Chúa Giêsu là tôi, thì Chúa sẽ xây trường học hay nhà thờ trước. Sau nhiều lần suy nghĩ, Charlie đã quyết định xây nhà trường trước. Nhà trường dạy tình yêu thương và điều đó làm tôi cảm thấy như ở gia đình. Ý tưởng này được viết trong cuốn sách Các con là người bạn của cha. Trước tiên chúng tôi phải làm một phòng học. Nếu trời có mưa, các em vẫn có thể học. Nhà trường đã được làm từ khung nhà thờ còn lại do trận bom rồi và được biến thành lớp học. Như việc xây dựng nhà thương, các dân làng đã chung tay xây dựng. Charlie là người đã thực hiện lời hứa này. Ngôi trường đầu tiên được thiết lập ở Tony từ lớp mẫu giáo đến trung học. Những bộ đồng phục của các học sinh được mang đến từ Hàn Quốc. Trong thời gian phải tối, ngài dạy toán cho các em trung học. Các giáo sư có khả năng được mời đến từ Kenya. Các trẻ em bắt đầu đến trường. Ở các trường khác, các học sinh đến trường từ sáng sớm. Các thầy giáo có khi đến, có khi không, và chúng phải về giữa trưa nào. Ngược lại, trường chúng tôi luôn có lớp, có thầy giáo, và tan học vào lúc 2 giờ chiều. Còn các học sinh trung học tan học vào 3 giờ 10. Vì thế, tất cả các em đều muốn học trường của chúng tôi. Ánh sáng năng lượng mặt trời có giới hạn nên chỉ dùng điện rất cần thiết. Nhưng có một nơi luôn có đèn và ánh sáng, đó là phòng ngủ. Và đây là sự chọn lựa của Charlie. Đây là nhà nội trú cho các học sinh ở xa và trước chúng thường bỏ học. Charlie tin tưởng rằng nhà trường là nơi mà những đứa trẻ bị tổn thương về tinh thần cũng như thể xác do chiến tranh có thể có một tương lai tốt đẹp. Mặc dù Charlie đã ra đi, nhưng niềm tin của ngài đã trở thành hiện thực. Mỗi ngày đều có nhiều đau khổ. Thế mà Charlie đã từ giã môi trường thành phố và tới đây để ở với chúng tôi. Chúng tôi được tới đây. Tôi đã sinh ra ở đây. Tôi không phải làm như thế.
Tôi phải sống với dân của tôi và cống hiến cho họ tất cả những gì tôi có thể. Tôi phải cố gắng hết sức mình để học, để trở nên giống cha. Một học sinh đã khoe với chúng tôi cái này. Đây là cái thẻ học sinh truyền giáo Đông Bosco ở Tony. Đó là một món quà sau cùng mà Charlie đã cho những đứa trẻ trước khi rời Tony. Charlie đã cho chúng tôi thẻ học sinh này trước khi về Hàn Quốc, và Ngài không còn trở về nữa. Tôi rất nhớ Ngài khi nhìn thấy chiếc thẻ này. Yêu ai càng đậm đà thì khi thiếu vắng người đó càng làm ta trở nên đau khổ. Vào mỗi buổi sáng, có những tiếng hô vang của những người lính Sudan miền Nam. Ngược lại, có những người trẻ bắt đầu một ngày hoàn toàn khác biệt trong làng Tony. Những người trẻ đã nhận được một món quà của Charlie, đó là âm nhạc. Charlie đã tạo cho trẻ có dịp để bộc lộ những tài năng âm nhạc. Âm nhạc đã nâng đỡ tôi khi còn trẻ. Tôi cũng muốn âm nhạc bảo vệ những đứa trẻ Tony khỏi bạo lực. Charlie nói, tâm hồn của những đứa trẻ đã bị tan vỡ vì cuộc chiến tranh dài. Với âm nhạc, tôi tin rằng những đứa trẻ bị tổn thương có thể tìm lại được niềm vui và hy vọng. Ý tưởng này được viết trong sách Các con là người bạn của cha. Thỏa thuận hòa bình được ký kết giữa miền Nam và miền Bắc Sudan. Sau một thời gian dài chờ đợi, thỏa thuận hòa bình đã được ký kết. Charlie bắt đầu hoàn thành những chương trình của Ngài. Ngài đã lập một ban kèn đầu tiên ở Nam Sudan. Trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá, việc thành lập một ban kèn là một biến cố khó có thể tưởng tượng được. Charlie đã tự học thổi các loại kèn trước và sau đó dạy cho các em. Ngài dành những giờ ngủ của Ngài để soạn các bài kèn. Những đứa trẻ bắt đầu thổi nhuần nhuyễn. Chúng được dạy những điệu nhạc của Phi Châu. Những bộ đồng phục của ban kèn
cũng được mang từ Hàn Quốc do sự trợ giúp của những vị ân nhân. Những bộ đồng phục lấp lánh được các em nhìn thấy lần đầu tiên làm chúng kinh ngạc. Việc xuất hiện của những đứa trẻ tay mang kèn thay cho những khẩu súng đã mang lại một ngạc nhiên lớn cho miền Nam Sudan. Có một băng kèn là một biến cố lớn chưa từng thấy. Các em ban kèn đã được chính phủ miền Nam mời vào một dịp lễ. Charlie và ban kèn đã mau chóng trở thành các siêu sao. Các em cũng cảm thấy hãnh diện. Có em nói, chúng mong ước được đem những khẩu súng, những lưỡi gươm của những người lớn nấu chảy để làm thành những chiếc kèn clarinet và trumpet. Ở Sudan thật là khó để lập được một ban kèn như thế này. Bây giờ chúng con là những nhạc công trong ban kèn này. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều. Cha là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng con không biết diễn tả thế nào về tình yêu của chúng con dành cho cha. Xin cảm ơn cha. Charlie 2007. Trước hết, tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi về vật chất. Kế đến, điều quan trọng hơn, với sự hỗ trợ của quý vị, những đứa trẻ có thể được lớn lên trong trưởng thành và có một tương lai tươi sáng hơn. Tôi đã chứng kiến sự trưởng thành tinh thần mà các em. Vì thế, tôi chân thành cảm ơn, tri ân về những sự giúp đỡ này. Các em đã mặc những bộ đồng phục của ban kèn trong thời gian dài. Jacobe là người anh cả thay Charlie điều khiển ban kèn. Các em đã mặc bộ đồng phục trong tâm trạng buồn vì các em đã biết mất người cha thân yêu. Các em vẫn chưa thể đón nhận cái chết của Charlie. Em Jacobe, năm thứ ba trung học, người trưởng nhóm ban kèn. Sau một thời gian ban kèn được thành lập, Charlie đã ra đi. Nhưng chúng tôi luôn tin và ước mơ rằng một ngày nào đó Charlie sẽ trở lại với chúng tôi. Chắc các em đã thương nhớ Charlie nhiều lắm. Em Brinzy đang học lớp 5. Em thường nhớ cha rất nhiều. Mỗi khi chúng tôi nhắc đến Charlie, những đứa trẻ lại bắt đầu khóc. Brinzy là trẻ, là em trẻ nhất trong ban kèn. Vài năm trước, em là người đầu tiên học kèn trumpet với Charlie. Em muốn học hỏi thật mau chóng. Nhưng Charlie lại muốn dạy cho các em phải có một trái tim yêu thương trước. Soon,
지금도 그 가르침을 잊지 않고 em vẫn còn nhớ những lời dạy dỗ của cha. Charlie chơi với chúng tôi và kể cho chúng tôi những câu chuyện vui. Khi tôi làm điều gì sai lỗi, cha không đánh tôi như những người khác, nhưng cha chỉ dạy tôi làm thế nào để tôi sửa nó. Charlie làm cho em cảm thấy em được cha yêu thương, săn sóc. 소년에게 신부는 그런 존재였다. Don Bosco Bongo, trường tiểu học Tony. 집으로 가던 길에 브렌지가 학교에 들렀다. Trên đường về nhà, em ghé vào thăm lớp học. 브렌지는 아직 새 학기 등록을 하지 못했다. Brinzy chưa có đăng ký cho khóa học mới. 몰래 등록금을 대주는 사람이 있었지만 이제 그분이 이 세상에 없다는 것을 Brinzy biết rằng Brinzy도 bây giờ không ai trả tiền học phí cho em nữa. 학교에서 돌아오자마자 vừa khi từ trường về đến nhà, Brinzy trèo lên cây. Mục tiêu của em là những trái xoài xanh. 소년의 목표는 서울 익은 망고다. 능숙한 솜씨로 목표물을 떨어뜨린다. Em ném xuống đất những trái xoài. 이 망고 하나가 một trái xoài là bữa ăn của em bé 13 tuổi. 근데 니텐 누라 아칼토. Bữa ăn hôm qua của em khi nào? 여기 알레라. Con đã ăn tối hôm qua và tới giờ con chưa ăn gì cả. 소년의 가족은 gia đình của em có 11 người. 아버지는 일자리가 없고. Bố em thất nghiệp. 어머니는 영양실조로 không có đủ sữa cho em bé. 돈지 아이들의 현실이다. Đây là một sự thực của những đứa trẻ ở Tony. 우리는 브린지에게 카메라를 보고 이 신부에게 chúng tôi nói Brinzy chào tạm biệt Charlie. Hãy nhìn vào máy quay và nói lên những lời tạm biệt. Thật khó khăn để đón nhận cái chết của Charlie. Con luôn cầu nguyện cho Charlie. Con cảm ơn Ngài đã giúp đỡ con và nhiều người ở Tony. Con cố gắng tập luyện trong ban kèn mà cha đã dạy con. Ngay cả anh Jacobe, người đang thông dịch, cũng khóc. Như một bất hạnh cho những đứa trẻ khi phải chịu đựng sự vắng mặt của Charlie. Thầy sư huynh Jacob, 70 tuổi, là một thầy dòng Salesian Đông Moscow đang làm việc tại Sudan và Kenya. Thầy nói, những người trẻ ở Sudan không dễ khóc, khác trẻ châu Âu. Ngay cả khi chúng bị đau bao tử hay ốm sốt, chúng không bao giờ khóc. Tôi nhận ra rằng Charlie đã yêu những đứa trẻ đến thế nào khi nhìn thấy chúng khóc thương cha. Tôi nghĩ rằng anh cũng đồng cảm như thế.
Charlie còn có nhiều chương trình cho những đứa trẻ nghèo này. Nhưng theo thời gian, Charlie nghĩ rằng điều quan trọng nhất là hiện diện ở với trẻ. Trong cuốn sách Các con là người bạn của cha, ngài viết: cha luôn muốn ở với các con và không bao giờ rời xa chúng con. Có bao giờ cha cảm thấy cô đơn không? Tôi luôn có các em ở chung quanh, nên tôi hiếm khi thấy cô đơn, và cũng không có giờ cô đơn nữa. Tại sao Charlie lại không trở lại với đám trẻ mà ngài đã yêu thương hết mình? Tháng 10 năm 2008, ngài trở về Hàn Quốc trong một kỳ nghỉ. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, ngài đi làm một cuộc xét nghiệm tổng quát theo lời đề nghị của một người bạn. Kết quả thật khủng khiếp. Đây là những mô bị ung thư. Đây là cây biếu đỏ lên. Các tế bào ung thư đã lan chạy khắp cơ thể ngài. Đây là lá gan phía trái. Có khối u to đến 9-10 cm. Charlie đã phản ứng thế nào khi vị bác sĩ cho biết kết quả chẩn đoán? Ngài có vẻ thất vọng, nhưng lý do thất vọng không phải vì đời sống ngài sắp kết thúc, nhưng bởi vì ngài phải về Sudan trong tuần tới và phải đào xong cái giếng, và còn thuốc chưa phát hết cho bệnh nhân. Ngài nghĩ rằng ngài phải quay trở lại Sudan. Trở lại Sudan ư? Vâng, cùng với sự trợ giúp của gia đình, tôi đã thuyết phục ngài không nên trở lại Sudan. Xin chào tất cả, tôi là Charlie. Cứ 2 năm một lần, tôi trở về Hàn Quốc để nghỉ ngơi. Mỗi khi tôi trở về đây, tôi luôn tỏ lòng biết ơn tới tất cả quý vị đã giúp đỡ tôi và xem đó là công việc của quý vị. Những sự hỗ trợ của quý vị là những sự giúp đỡ lớn lao cho các trẻ em, đặc biệt ở Sudan. Kính thưa quý ông, quý bà, tôi xin giới thiệu với quý vị, đây là Charlie. Hôm đó, ngài đứng trên sân khấu rất bình thản để gây quỹ cho trường trung học ở Tony. Ngài không nói gì về tình trạng bệnh ung thư của ngài đã ở trong giai đoạn cuối. Ngài nói, tất cả ban nhạc, ca sĩ đều phải tập dượt, trừ chúng tôi, đó là một điều có thực. Đây là Jay Huni, chủ tịch hội bảo trợ học bổng cho trẻ em ở Sudan. Bài hát mang tựa đề Thì thầm giấc mơ. Khi màn đêm buông xuống, trên con đường vương bóng tối, anh nói cho tôi nghe giấc mơ của anh. Khi hoàng hôn mà anh yêu thích chìm xuống, anh sẽ lên ngọn đồi mà anh yêu quý, hát những bài ca hòa với đất trời, và nắm tay nhau ngắm mặt trời lặn. Khi ngôi sao anh yêu nhất sáng trên bầu trời, anh ngồi bên cửa sổ thân yêu, cùng nhau lấp đi sự trống vắng, để nhìn thấy nhau trong mắt nhau, ngôi sao sáng tình yêu. Không có gì cô đơn trong giấc mơ của chúng ta, không có gì gợn đục trong mắt chúng ta. Từ sâu thẳm trong lòng, hãy cùng nhau chia sẻ với sự thầm thì của giấc mơ giữa chúng ta.
Đây là tu viện dòng Francisco, nơi mà cha Ly đã sống những ngày cuối đời. Ngài đã cố gắng chữa bệnh để trở về với các em ở Tony, dù cho những giây phút cuối đời đầy đau đớn. Để giúp hiểu biết về những đứa trẻ ở Tony, cuốn sách Chúng con là bạn của cha đã được xuất bản vào tháng 5 năm 2009, trong khi ngài đang chữa bệnh ung thư. Một tháng trước khi chết, cha mời hai em lớn trong ban kèn tới thăm Hàn Quốc và ngài đăng ký cho các em học đại học. Minh Gia Giang là người chăm sóc cho cha Ly trong thời gian chữa bệnh, nói rằng cha thường nói những đứa trẻ ở Sudan đang mong chờ ngài. Mong chờ ngày có thể trở về với các em ở Sudan. Cha kiên trì cố gắng để chữa bệnh. Mặc dù cha đang ở trong thời gian hóa trị đến 16 lần, nhưng không bao giờ ngài tỏ ra chán nản, thất vọng với những người chung quanh. Đối với ngài, có một gánh nặng lớn mà ngài không thể không biết. Đó là người mẹ. Charlie nói, một người mẹ quá nuôi 10 đứa con bằng nghề may. Người mẹ đã phải làm việc vất vả để có tìm đủ tiền học trong ngành y, khi mà tôi không có được học bổng trong suốt 6 năm. Người mẹ đã có thể thuộc về giới thượng lưu trong xã hội với đứa con là bác sĩ, nhưng bà không bao giờ trách tôi. Người chị thứ hai của Charlie nói, khi được tin người mẹ tới nhà thương để thăm, mặc dù rất khó để ngồi dậy, nhưng khi chúng tôi nói là người mẹ đang đến bệnh viện, thì Charlie xin được ngồi dậy trên ghế và đón chào mẹ với nụ cười tươi. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng mẹ chúng tôi không biết được tình trạng nguy kịch đang có. Và sau cùng, Charlie đã không bao giờ có thể trở lại Tony. Ngày 14 tháng 1 năm 2010, Charlie đã ra đi chỉ với 48 tuổi. Nhà thờ dòng Salesian Đông Moscow ngày 16 tháng Giêng năm 2010. Charlie đã ra đi với nụ cười, nhưng những người còn lại tiễn đưa ngài với đầy nước mắt. Những người trẻ ở Tony đã được tin về cái chết của cha, và chúng tôi quyết định chia sẻ những ngày cuối cùng của cha cho mọi người trong ban kèn. Chúng tôi ở đây tưởng niệm về Charlie, ngài đã ra đi. Những đứa trẻ ngả mũ tỏ lòng tôn kính ngài. Đây là đĩa DVD mà Charlie đã làm để tập cho các em tại Tony. Các em đã nhìn lại Charlie cách đây 1 năm 4 tháng. Những nụ cười của đám trẻ sáng lên trong màn đêm tối. Ngay sau đó, đám trẻ đã xem thấy Charlie rất gầy yếu.
Và rồi các em Dinka bắt đầu sụt sùi khóc. Dinka 아이들의 흐느낌이 새 나오기 시작한다. Khi quận băng kết thúc, các em vẫn không rời khỏi nơi đây. Because I miss father's. Even now, I'm not believe that he is passed away already. I'm not believe. Tôi rất nhớ cha. Tôi không thể tin rằng ngài đã ra đi. Prinji đang khóc. Ulbo Prinji. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với các em. Tối đó, các em không về nhà. Các em nói rằng các em muốn cùng nhau tiễn đưa Charlie lần cuối. Bài hòa tấu Con yêu cha. Con yêu cha, con hết lòng thương mến cha. Sau khi cha đã rời bên con không biết con đã khóc nhiều thế nào. Thầy Jacob, tôi hỏi Thiên Chúa tại sao Ngài lại cất đi quá sớm một linh mục trẻ tài năng đến thế. Tốt hơn Thiên Chúa cất về một người già 70 tuổi, tôi sẵn sàng ra đi hạnh phúc. Linh mục Lee đã đang làm việc tốt hơn tôi nhiều, tại sao Thiên Chúa lại cất Ngài đi? Thật là khó hiểu. Yeah.
Chủ nhật cuối cùng vào tháng 2, nhà thờ Công giáo Salesian Don Bosco ở Tony ngày 28 tháng 2 năm 2010. Dân chúng đã tụ tập tại nhà thờ nơi mà cha Lee đã cử hành thánh lễ ở đây khi ngài còn ở Tony, Sudan. Có những người phong đã đi bộ 4 tiếng đồng hồ để đến đây. Họ đang chờ đợi một ai đó. Cùng lúc đó, tại bệnh viện Don Bosco ở Tony, ban kèn bắt đầu đi diễu hành từ nhà thương. Những tấm hình chụp của Charlie được cầm đi trước ban kèn. Charlie qua những tấm hình giờ đây đang đi cùng với đám trẻ trên con đường mà ngài đã thường đi khi còn ở Tony. Một em đã đưa một ngón tay lên biểu tượng number one số 1. Nhiều người theo sau ban kèn. Ban kèn hướng đến trại quân đội. Cách đây một tuần, một trận chiến đã xảy ra nên mọi cuộc tụ tập đều bị cấm. Dầu vậy, lần này những người lính không ngăn chặn ban kèn lại. Ngay cả với những người lính, Charlie là một bác sĩ và họ tỏ lòng cảm ơn ngài vì đã chữa họ mỗi khi họ bị thương. Đây là lúc dành cho cuộc tiễn biệt lần cuối. Họ nói họ sẽ không bao giờ có thể quên được một con người đã đến ở với họ và trở thành một bông hoa đẹp. Sau cùng, Charlie đã trở lại Tony mà ngài đã nhớ thương nhiều ngày cả trong giấc mơ. Charlie nói, tôi thường nhận được nhiều câu hỏi tại sao tôi lại làm linh mục trong khi tôi có thể giúp ích cho nhiều người với khả năng nghề nghiệp bác sĩ. Cũng như câu hỏi tại sao tôi lại đến châu Phi trong khi cũng có nhiều người nghèo ở Hàn Quốc. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng có vài người đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Chúa Giêsu đã phán, những gì các ngươi làm cho những người nghèo khổ nhất là các ngươi đã làm cho chính ta. Cũng thế, bác sĩ Schweizer đã từ bỏ mọi sự hiến trọn cuộc đời mình cho châu Phi. Khi tôi còn trẻ, sự phục vụ của các linh mục, các nữ tu mà tôi đã chứng kiến nơi một cô như viện gần nhà tôi. Sau cùng, sự cao quý của mẹ tôi, người đã hiến cả đời mình cho 10 đứa con. Đây là những con người đã đánh động con tim tôi.